Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng trưa 12 giờ trưa ở Cali. Thì bây giờ là ngày 29 tây tháng 8, ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ hai, ngày 30 tây tháng 8 rồi. Chúng ta đã gần kết thúc tháng 8 và hôm nay là Chủ nhật, chúng ta không có nhiều thông tin, nhưng mà Thuận muốn chú tâm đến một cái tài liệu. Tại vì các bạn thấy được chúng ta chỉ còn 9 ngày nữa thôi, thì cái quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, đó chính là El Salvador, sẽ bắt đầu. Các bạn cũng nên nhớ là cái luật này đã ký cách đây khoảng chừng là 81 ngày. Thì sau khi mà luật ký ở El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, thì trong vòng 90 ngày sẽ có hiệu lực. Có nghĩa là còn 9 ngày nữa chúng ta sẽ thấy là nước đầu tiên chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. Thì cái việc mà một quốc gia chấp nhận Bitcoin là một tiền tệ hợp pháp đó cũng là điều chúng ta cũng đã từng nói tới trong vòng nhiều năm qua rồi. Các bạn có thể biết là bước đầu tiên thì Thuận đã chia sẻ với các bạn trước đây, đó chính là những tổ chức đầu tư họ sẽ công nhận Bitcoin và họ sẽ lưu trữ, đầu tư, cung cấp những cái dịch vụ. Bây giờ chúng ta đã thấy bước đó đã đi rất sâu rồi, từ năm 2020 tới bây giờ cái sự tiến tới của những tổ chức đầu tư đó đã ào ạt. Và chúng ta thấy là bước thứ nhì đó chính là những cái quốc gia sẽ công nhận Bitcoin như một loại tài sản. Nhưng mà nếu như mà nói là một quốc gia công nhận Bitcoin là tiền tệ đó, thì Thuận nghĩ là phải cần thời gian rất lâu, nhưng mà không ngờ lại đến sớm như vậy. Nhưng mà điều này đó thì đương nhiên là không phải ai cũng thích. Các bạn thấy được là hồi sáng này đó thì IMF, nghĩa là Quỹ tiền tệ quốc tế, cũng đã đưa ra thêm một cái cảnh báo. Và cảnh báo này Thuận đã chia sẻ ở trên những mạng xã hội với các bạn. Thì cảnh báo này nói gì? Đó chính là IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế, họ nói là các loại tiền điện tử do tư nhân phát hành như là Bitcoin đi kèm với những rủi ro đáng kể. Hợp pháp chúng tương đương với tiền tệ quốc gia là một con đường không thể lường trước được. Thì họ cũng để một cái bài viết ở bên dưới này. Đây là bài viết đó liên quan đến cái cảm nghĩ của IMF về việc một quốc gia chuẩn bị chấp nhận Bitcoin hay là bất cứ crypto nào để mà trở thành tiền hợp pháp, thì họ có những suy nghĩ như thế nào. Và cái bài này Thuận đã dịch lại bằng tiếng Việt, cho nên Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ cái bài này một cách chi tiết hơn với các bạn. Tại vì đó thời gian gần đây IMF đã đưa ra rất là nhiều cái áp lực đối với nước El Salvador. Các bạn có thể là không biết, nước El Salvador đó hiện bây giờ là đang chờ đợi một số tiền đến từ IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế đó. Thì mỗi lần mà IMF đưa bất cứ cái số tiền gì cho quốc gia nào đó thì đương nhiên không phải là cho, mà là họ cho mượn. Và khi mà cho mượn thì họ phải có những cái đòi hỏi, giống như là nước này phải đi theo ý kiến của họ, phải theo cái cách hoạt động của họ. Nước này không được làm này làm kia và không được giao lưu, nước này không được giao lưu với nước khác khi mà chúng ta nói tới về cái phương diện tài chính. Và đương nhiên một trong những điều mà IMF gần đây gây áp lực với nước El Salvador đó chính là họ không thích và họ không chấp nhận là nước El Salvador chuẩn bị chấp nhận Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp. Nhưng mà điều này đó cũng không làm lung lay được tổng thống của nước El Salvador, đó chính là Nayib Bukele. Đây là một trong những người mà mặc dù bị áp lực đến từ không chỉ riêng là IMF mà bị áp lực đến từ nhiều ngân hàng trung ương trên quốc tế, nhưng mà El Salvador vẫn tiếp tục tiến tới. Thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn đó, tại vì cái bài đăng của IMF có rất là nhiều điều cũng khá là mâu thuẫn, nên chia sẻ với các bạn kỹ hơn một lát nữa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là sàn AscendEX. Đây là một sàn mà Thuận cũng đã từng giới thiệu với các bạn rồi. Thì hiện bây giờ đó sàn AscendEX có những cái ưu đãi cho đến ngày 5 tây tháng 9 đó, các bạn có thể giao dịch được ưu đãi cho những đồng như là đồng Litecoin, đồng ADAM, đồng EOS, đồng BSV. Như thế nào mà con thú có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm về sàn AscendEX này. Và nói tới tình hình của thị trường đó, thì các bạn thấy chúng ta dành vài phút để mà nói về tình hình chung thị trường đi. Thì hôm qua đó có rất nhiều người lại rất hào hứng chuẩn bị chào đón Bitcoin lên tới 50.000 đô một lần nữa. Và các bạn thấy được là Bitcoin lên tới mức là 49.639, thì lại tuột trở xuống 4 tiếng liên tục, từ 49.600 xuống chỉ còn có 47.775 mà thôi. Và cái mức 50.000 đô đó chúng ta cũng đã từng đạt được rồi. Các bạn thấy được là cái mức 50.000 đô chúng ta đã thấy cách đây không lâu, cách đây là 6 ngày, ngày 23 tây tháng 8. Nhưng mà trong thời gian Tôi đang nói là 6 ngày qua đã Bitcoin liên tục muốn thử lại cái mức 50.000 đô này nhưng mà vẫn chưa có qua được. Tôi nghĩ đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Các bạn thấy được là mỗi lần mà giá bị đẩy xuống tới mức là 46-47.000 thì lại bật ngược trở lên. Có nghĩa là chúng ta thấy được là bây giờ đó đang có một cái cuộc chiến giữa những mức như là 46-47. Mỗi lần Bitcoin đẩy xuống mức đó thì lại có người chờ sẵn mua, đẩy giá ngược trở lên. Nhưng mà khi mà đến gần 50.000 đô thì lại có người chờ sẵn để mà bán. Điều này cũng không có gì gọi là lạ, tại vì dựa theo tài liệu Glassnode đó, thì cái số lượng Bitcoin mà đang có lời hiện bây giờ đó là đang ở mức tới 87% lần. Thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ thấy những cái hiện tượng chốt lời. Và lúc mà các bạn nhìn vào cái số lượng Bitcoin đang nằm trên những sàn giao dịch đó, đây là tài liệu từ Crypto Thuận, thì các bạn thấy là trong thời gian có thể nói là từ ngày 19 cho tới bây giờ, khoảng chừng là 10 ngày qua, thì đúng là chúng ta thấy có thêm một chút xíu Bitcoin ở trên sàn giao dịch. Các bạn thấy được là ngày 19 đây chúng ta có tổng cộng đó là 2,4 triệu Bitcoin trên tất cả những sàn giao dịch. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta ở cái mức là 2,46 triệu, từ 2,43 triệu lên tới 2,46 triệu thì tăng lên một chút, tại vì đây có thể là cái hiện tượng mà những người mà đang có lời bây giờ họ muốn chốt một phần lời của họ, cho nên đây cũng là cái lực bán chúng ta đang chứng kiến ở những cái mức như là 49-50.000 đô. Hiện bây giờ lúc mà làm video này ra thì giá Bitcoin đang xoay quanh cái mức là 48.840, gần như là 49.000 một lần nữa. Thì chúng ta hãy tiếp tục xem tình hình như thế nào. Nhìn chung đó thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó chúng ta thấy đây là cái tài liệu là bao nhiêu Bitcoin nạp vào và rút ra. Thì trong vòng 24 giờ qua đó, từ lúc nào video hôm qua cho tới bây giờ thì các bạn thấy được là tình hình thì cũng không có gì gọi là đặc biệt. Cái số lượng nạp vào rút ra đó rất là thấp. Những cái thanh này các bạn thấy được là mỗi thanh là 1 tiếng đồng hồ. Thì trong vòng 24 giờ qua những thanh này rất là thấp và nhỏ. Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum đi thì một cái cảnh tượng hoàn toàn khác với Bitcoin, có nghĩa là cho dù là chúng ta thấy giá của Ether tăng lên từ cái mức 1.787 ngày 19 tây tháng 7 cho đến bây giờ đã là khoảng chừng là 3.200 đô, nhưng mà tình hình là Ether lại tiếp tục mất đi trên những sàn giao dịch. Có thể nói được là từ ngày 19 tây tháng 7 đó, lúc đó giá chỉ có 1.787 thôi. Chúng ta có khoảng chừng là 19,6 triệu Ethereum trên những sàn giao dịch. Cho đến ngày hôm nay đó, giá là 3.247, chúng ta chỉ còn có 18,6 triệu Ether trên những sàn giao dịch mà thôi, càng ngày càng mất đi. Và tình hình đó, đây là tính theo ngày, mỗi một thanh này là một ngày, thì các bạn thấy rất rõ ràng là trong vòng 2 tuần qua đó, phần lớn những ngày là chúng ta thấy được là cái số lượng Ether rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào. Và chúng ta nhìn vào ngày 27 tây đi, tới 93,4 ngàn Ether rời khỏi hơn là nạp vào. Ngày trước đó nữa là ngày 26 tây 145 ngàn. Có thể nói là chúng ta thấy tình hình là Ether mất đi và mất đi. Thì cũng có một số bạn cho mình nói là chúng ta thấy Ether mất đi như vậy đó, thì tại sao mà chúng ta lại không thấy giá cả tăng? Thường các bạn thấy được lúc nào cũng có sự trì hoãn, như là chúng ta trở lại hồi tháng 8 của năm ngoái, khi mà Thuận bắt đầu chia sẻ với các bạn là chúng ta bắt đầu thấy từ tháng 8 tháng 10 đó rất nhiều Ether biến mất đi trên sàn. Lúc đó giá của Ether đó vẫn xoay quanh cái mức là từ 400 cho đến khoảng chừng là 450 trong cái thời gian từ tháng 8 tới tháng 9. Mãi cho đến tháng 11 các bạn thấy được là chúng ta mới bắt đầu thấy giá Ether có sự tăng trưởng mạnh. Cho nên lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có một cái thời gian thì lúc đó giá mới bị ảnh hưởng. Đây là cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn, lúc nào cũng sẽ có một cái thời gian trì hoãn. Và Thuận muốn dành mỗi thời gian để mà trả lời một câu hỏi Thuận nhận được gần đây cũng rất thường xuyên, đó chính là liên quan đến cái số lượng Ethereum trên những cái sàn giao dịch. Tại vì chúng ta cũng đã biết là sau khi mà có cái cập nhật London Hardfork và chúng ta có cái sự kích hoạt của EIP 1559 thì cho đến ngày hôm nay tổng cộng cái số lượng Ethereum đó bị đốt đi đã lên tới 129.515 Ethereum, có nghĩa là tính giá hiện tại đây là tương đương là 416,5 triệu đô la. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng này đó thì trước hết các bạn nên hiểu đó là net reduction, có nghĩa là cái phần trăm lạm phát của Ether, nghĩa là cái số lượng Ether ra đời mỗi ngày đã bị giảm xuống là 39,5%, nghĩa là giảm xuống hơn 1/3. Con số này đã rất là nhiều. Nếu các bạn nhìn vào cái sự ảnh hưởng đến cái Bitcoin halving á, là bị giảm xuống 50%. Mỗi lần mà có Bitcoin halving mà 4 năm, bây giờ con số này đã giảm tới gần 40% rồi. Thì chúng ta vẫn chưa thấy Ether đi vào tình hình giảm phát. Giảm phát nghĩa là cái số lượng Ether ngày lại càng ít đi, và ít đi tại vì bị đốt đi sau khi mà có nhiều cái giao dịch. Chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng là giảm phát, nhưng mà phần trăm lạm phát bây giờ đã giảm xuống 39,5% từ cái mức trước đó nữa, thì các bạn hiểu là bây giờ đó tính là phần trăm lạm phát một năm của Ether chỉ là khoảng 1,1% mà thôi, còn thấp hơn cả Bitcoin hiện bây giờ nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào đó cái số lượng Ethereum trên những cái trang web như là coinmarketcap đó hay là coingecko thì các bạn sẽ không có thấy rõ ràng được, tại vì những trang web này đó, một là họ lấy cái dữ liệu trực tiếp từ EtherScan nhưng mà lúc nào cũng có cái sự trì hoãn, còn hai đó là họ tự tính đơn giản là một ngày có bao nhiêu Ether ra đời, cho nên con số đó, tổng cái số lượng này sẽ không có chính xác lắm. Các bạn có thể nhìn vào cái trang web chính thức, đó chính là chúng ta nhìn vào EtherScan, thì khi mà chúng ta nhìn vào EtherScan đó, các bạn sẽ thấy được là cho đến thời điểm bây giờ là chúng ta có 117.402.852 Ethereum. Đây là cái tài liệu ngày 28 tây ngày hôm qua. Một ngày trước đó nữa là chúng ta thấy là Ether là 117.396.008 Ether. Và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này để các bạn hiểu được là nó có một cái phần gọi là daily burn fee, cho nên chúng ta khi mà lấy con số 117,4 triệu này trừ cho 117,3 triệu của một ngày trước đó thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng khác nhau đó giữa ngày 27 tây và 28 tây đó là có thêm 6.844 Ether xuất hiện. Nhưng mà con số này đó so với là trước đây là như thế nào? Khi mà chúng ta nhìn vào trên trang bảng đó, một ngày có bao nhiêu Ether được đào ra, thì chúng ta có thể đi vào những trang web như là các bạn thấy là chúng ta có thể nhìn vào trang web Coinworks. Thì trang web này đó, cho chúng ta thấy được là một lốc trung bình của Ethereum đó là khoảng 15 giây. Mỗi một lốc đó là có khoảng chừng là 2 Ether ra đời mỗi 15 giây. Thì một ngày đó tính trung bình là có 11.520 Ether ra đời. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại đó, con số Ether ra đời của ngày 27 tây tới ngày 28 tây chỉ có 6.844 thôi. Thì tại sao lại ít hơn? Tại vì có số lượng lớn Ether đã bị đốt đi. Và chính xác hơn đó là chúng ta thấy được là cái số lượng Ether bị đốt đi của ngày hôm thứ 6 ngày 27 tây đó là chúng ta có tới là 11.127 Ether bị đốt đi. Còn ngày hôm qua chúng ta có tới 7,7 ngàn Ethereum bị đốt đi. Cho nên con số mà chính xác hơn đó thì thực nghĩ là các bạn nên xem trang web EtherScan để hiểu được là cái số lượng ra đời đó khi mà chúng ta tính cái mức hiện tại đó thì đã thấp hơn là trước đây. Trước đây có tới 11.520 Ether ra đời trung bình mỗi một ngày, bởi chỉ có 6.844 Ethereum ngày hôm qua ra đời mà thôi, tại vì con số còn lại đã bị đốt đi khi mà người ta giao dịch. Hy vọng là tài liệu này cho các bạn hiểu rõ hơn về tình hình của Ethereum và con số trên thị trường.